acabando. Hai tay cầm vào nhau đi, yêu thương tiền lành đấy. 3, 2, 1. Ok cô chú. Dạ rồi. Thì đó không được không? Dạ như ở nhà mình vẫn đấy. Khác ngay.
sau người đã bảo đây người ta thường sử dụng cái thuyền đồng bằng này để đi bắt cá hoặc là vận chuyển những cái vật dụng hoặc là đồ hoặc sản phẩm quan trọng ở trong đó có cái đầm tên ở phía dưới là những cái con thank you.
Nên là người ta coi cái cà phê giống như là một